Thành ra ở đây các vị thấy rằng tu nó cũng giống như vậy đó các vị. Nếu chúng ta chưa bao giờ giác ngộ và xả bỏ hoặc yêu thương từ bi, hoặc chúng ta chưa bao giờ dẹp trừ bản ngã, thì tất cả những gì trong cuộc đời chúng ta tham đắm, cố chấp hay là bảo thủ như một cái nguyên tắc của xã hội thường tình mà từng có. Nhưng mà điều này bao giờ chúng ta đạt đến ở mức độ là khi chúng ta trưởng thành rồi, chúng ta mới hiểu thế nào là kim cương và thế nào là cái bánh bao hay là viên kẹo. Lúc đó chúng ta biết liền. Còn bây giờ khó nói lắm. Các vị cứ nghĩ rằng đó là những câu chuyện như huyền thoại, nhưng rồi một ngày nào đó bản thân của các vị, mỗi người ở đây, chúng ta sẽ cảm nhận điều này. Ví dụ một ngày trước khi tu tập, các vị cảm thấy rằng một việc đó xảy ra là con chúng ta thế này, hay là chồng chúng ta thế kia, hay vợ thế nọ, hoặc là một cuộc làm ăn thất bại, chúng ta đau khổ đến độ mà ăn ngủ không yên, đến độ mà chúng ta tiều tụy trong một thời gian 5-3 ngày gì đó. Nhưng mà rồi qua quá trình học tu được, các vị cũng cảm thấy một chuyện tương tự xảy ra, nhưng mà các vị chỉ thoáng buồn và thoáng suy nghĩ, rồi các vị sẽ có một phương hướng mới, một sự tích cực vững vàng để các vị bước đi tiếp tục. Cái này tự các vị kinh nghiệm lấy. Nhưng mà do vậy tôi muốn nói cái gì? Cái niềm tin vào chánh pháp của chúng ta chưa vững, cho nên là những cái chuyện lang bang như vậy chúng ta cứ xem như là nó tác động vào đời học tu của chúng ta. Cứ học tu một chút chưa ra gì hết cái là đổ nghiệp thế này, đổ nghiệp thế kia, rồi sợ, rồi từ bỏ, rồi trốn chạy pháp môn, rồi không dám tu tập. Ở đây là các vị tự đưa các vị rời xa với chánh pháp, rời xa với con đường hạnh phúc. Các vị sẽ cảm thấy rằng những cái điều này các vị tự suy nghĩ lại. Cho nên hôm nay tôi muốn chia sẻ với các vị một chút về cái chữ đổ nghiệp là gì, phải giải mã cho nó tới, và đổ nghiệp như thế nào. Và ai ở đây đã từng bị đổ nghiệp thì hồi cứ kể cho nhau mà nghe ha, như để con có kinh nghiệm thôi. Thì trước khi hiểu đổ nghiệp thế nào thì chúng ta phải hiểu chữ nghiệp trong Phật giáo là gì. Nghiệp là gì? Tự thân của chữ nghiệp chúng ta được dịch từ chữ Pali hay là chữ Sanskrit. Nếu chữ Sanskrit nó là chữ Cạt Ma, mà chữ Pali nó là chữ Kamma. Nó mang cái nghĩa duy nhất của nó là tự thân của nó là hành động tạo tác thôi. Sau này chúng ta có thể dịch thành qua cái ý của nó, chúng ta dịch thành thói quen, rồi chúng ta dịch thành sự máy động, rồi cái dịch thành sự tác ý. Trong đó có nhiều cách dịch khác nhau, nhưng tự thân nghĩa chính của nó mang cái nghĩa là hành động tạo tác. Cho nên tiếng Anh nó chỉ dịch đơn giản từ chữ Kamma, nó dịch chữ là action thôi. Đó chỉ là một hành động đơn thuần. Nhưng nếu hành động này nó gắn liền với một cái ý nghĩa trước là hành động này có thể ác hoặc hành động này có thể thiện. Cho nên chữ nghiệp chưa có giải quyết được cái gì gọi là thiện hay là ác. Mà cái chữ muốn gọi là ác nghiệp á, hay là thiện nghiệp, nó phải có một cái tính từ, cái chỉ tính chất ở phía trước. Cho nên cái chữ Pali của nó là Kusala, là có nghĩa là thiện nghiệp, Kusala Kamma. Mà bất thiện nghiệp hay là ác nghiệp nó dịch là Akusala Kamma. Nó là như vậy. Thì tiếng Anh nó qua nó dịch cái đó là bad action hay là good action, tức là một hành động tốt hay là một hành động xấu. Vậy là tự thân của cái từ này nó mang ý nghĩa là như một hành động tạo tác. Hành động tạo tác có thể tốt và có thể xấu. Hành động tạo tác của thân, hành động tạo tác của miệng, hành động tạo tác của ý. Nếu hành động tạo tác của thân mà thiện thì gọi là thiện nghiệp. Hành động tạo tác của thân mà xấu thì gọi là ác nghiệp. Như vậy tự thân của chữ nghiệp chưa là ác, chưa là thiện, mà nó phải có một tính chất của hành động đó là cái gì thì chúng ta mới xác định được. Vậy nếu nói như vậy thì khi đổ nghiệp mình dùng như vậy, vậy là đổ nghiệp là đổ cái gì? Đổ thiện hay là đổ ác chứ? Nó đổ nghiệp không thì nhiều khi bây giờ đổ thiện rồi sao? Nếu đổ thiện cái im lặng à, giữ lấy xài phải không? Đổ ác cái la làng lên chia người chút, có phải không? Sao đổ thiện nó không la cho một người chia sẻ một chút? Xin thưa với các vị, cái từ đổ nghiệp các vị không bao giờ các vị nghĩ đó là một biểu hiện của cái tốt. Mà khi tất cả các vị nghe đến hai từ đổ nghiệp thì các vị luôn luôn lúc nào cũng nghĩ là cái gì đó nó xấu, nó được biểu hiện, nó xảy ra với thân phận của con người đó, của gia đình đó, hay là của một cá nhân nào đó. Thì cái này chúng ta được gọi là đổ nghiệp. Đổ nghiệp là chúng ta cứ nghĩ cái đó nó xấu, cái đó không tốt, cái bất hạnh, cái thất bại, cái xui rủi, cái kém may mắn, tất cả những cái đó đến với ta thì chúng ta gọi đó là đổ nghiệp.
Cái này đổ nghiệp nó đồng nghĩa với cái một nghĩa nữa là đổ quang cho Phật Pháp đó. Xin thưa với các vị, để rồi các vị thấy rằng đổ nghiệp đúng hay không, hay là quang hay không quang nó như thế nào. Có cái vị đó tụng kinh Pháp Hoa, tụng thời gian cái gặp cái người bạn đến, rồi sao cảm thấy bệnh hay là có việc gì lu bu trong gia đình, cái hỏi làm sao lúc này chị làm gì đó, nó tôi tụng Pháp Hoa mà sao tôi thấy gia đình vậy vậy, cái nó chết rồi, tại vì tụng Pháp Hoa bị đổ nghiệp mà nó mới vậy ha. Cái nói nghe vậy cái sao quản hồn xếp kinh lại không tụng nữa, có vậy không? Trong các kinh mà các vị thường cho một cách quan uổng đó là kinh Pháp Hoa nè, kinh Lăng Nghiêm nè, kinh Kim Cang nè, mấy cái ngày các vị hay cho là khi tụng để gọi là đổ nghiệp đó. Cứ là nghĩ là tụng là nó sẽ đổ nghiệp thế này, đổ nghiệp thế kia. Tức là thân phận người đó gặp những điều gì xấu không tốt thì chúng ta gọi đó mà là một từ đổ nghiệp mà thông thường các vị đó. Như vậy ở đây cái nghiệp này biểu hiện nghiệp xấu. Tất cả các điều này các vị tự có kinh nghiệm vậy. Có vị đó cũng ăn chay niệm Phật học tu được thời gian, cái gia đình không hòa thuận. Cái đây là câu hỏi tại Mỹ luôn đó nghe. Con cái thì dạy không nghe, rồi chồng thế này thế khác, thì cổ cứ nghĩ rằng là cổ bị đổ nghiệp. Cổ tu tập như vậy đổ nghiệp thế nào mà để dẫn đến là bây giờ con cái cổ tại sao nó như vậy, hoặc là chồng cổ như vậy. Rồi cổ mới đem cái điều đó cổ hỏi tôi qua email. Xin thưa thật với các vị, cái đổ nghiệp như thế nào các vị đừng bao giờ bận tâm, mà các vị hãy bận tâm rằng các vị tu có đúng pháp hay không. Hãy bận tâm là mình tu một cái gì đó có đúng pháp hay không. Điều này là điều dẫn đến các vị bận tâm hơn là các vị nói là tu có đổ nghiệp hay không. Đừng có trả lời thắc mắc những cái vấn đề này, thừa lắm, nó không quan trọng vấn đề này. Nhưng mà tại sao các vị Phật tử lại bị cái điều này làm các vị hoang mang? Cho nên tôi mới nói với các vị rằng á, trong một gia đình chúng ta sống, tập thể của một gia đình gọi là cộng nghiệp. Trong cộng nghiệp đó nó có những sở hành cá biệt của mỗi con người trong cộng nghiệp đó, cái đó gọi là biệt nghiệp. Như vậy một thân phận của một người tu tập thì làm sao phải làm sao ảnh hưởng và tác động đến những thân nhân quyến thuộc gia đình của mình phải biết tu tập. Bởi vì tự thân người này tu tập giống như người này đã ăn thì người này sao? No. Có khi nào người này ăn mà người kia no không? Khó, không thể được. Cho nên ở đây chúng ta biết rằng nếu mình là người có tu tập, dĩ nhiên trong cộng nghiệp nó có sự tác động chứ không phải không. Nhưng tự thân của các thành viên đó không có sự tu tập thì giống như người này ăn mà người kia không ăn thì dĩ nhiên là người kia không thể no được. Cho nên bây giờ khi chúng ta hiểu được điều đó thì chúng ta biết rằng tại sao con ta, tại sao chồng ta, tại sao vợ ta, tại sao những thành viên này hôm nay là như vậy, phải biết nguyên nhân từ hành động nào, tức là từ cái nghiệp gì dẫn đến cái này. Phải giúp cho người đó nhận thức được, hiểu biết được điều này để tránh xa những cái hành động đó. Thì cái này sự tu tập nó mới mang cái nghĩa ảnh hưởng và giúp cho cả một tập thể gia đình chuyển nghiệp đây. Đây là điều quan trọng. Chứ tu mà nói không có nghiệp thì cái này không có đúng. Sự thật với các vị, tôi đã từng nói với chân nhiều bài giảng khác, tôi đã chia sẻ rằng nếu tự thân mà không có nghiệp thì lấy gì đổ? Đổ là phải có cái để đổ, chứ không có là đổ đổ cái gì. Bây giờ khi mà các vị này nói là do tu đổ nghiệp thì tôi nói thật, có thể là một sự trùng hợp. Nhờ các vị tu tập mà đổ nghiệp này, hay là nó có biểu hiện ra những cái gì bất hạnh, thì các vị nhận thức được cái nhân quả của nó và các vị bình thản để chuyển hóa. Còn nếu mà các vị không nghĩ được thì nguy hiểm vô cùng à. Bây giờ các vị nè, cảm thấy cái điều này tôi nói nè, cô này cổ đi khám bác sĩ, rồi cổ tìm ra bệnh, rồi cổ uống thuốc, rồi sau đó về nhà người thân của cổ bệnh nữa, thì cổ có nói rằng là tại tôi đi bác sĩ, tôi chữa bệnh uống thuốc cho nên người thân tôi bị bệnh không? Có ai bao giờ nói một cái vô lý như thế này không? Ví dụ tự thân của cổ đi đến đó cổ trị bệnh, rồi cái về nhà sau đó cái người thân của cổ có người bị bệnh, cái cổ nói trời ơi, tại tôi đi bác sĩ tôi trị bệnh thành ra người thân tôi bị bệnh hết trơn trời. Cái đó chắc là phải đi đo điện não đồ lại nha. Sự thật với các vị, khi các vị đến bác sĩ các vị trị bệnh mà người thân sau đó có bệnh là cái bệnh của người thân.
Chứ không thể đổ thừa rằng do cô này đi bác sĩ trị bệnh rồi người thân bị bệnh, cái điều này không có lý do đó. Cho nên có một số người lại hiểu một cách đơn giản thế này: không dám tu, tu sợ đổ nghiệp. Thì cái đó nó cũng giống như một số vị đó, là khuyên đi bác sĩ đi, đi khám bệnh đi. Hồi tôi cũng dám đâu, đi khám bệnh cái ra đổ bệnh tùm lum la đó. Nếu thật ra các vị không có bệnh thì khám cũng vậy thôi. Mà nếu ra các vị có bệnh rồi mà các vị là sợ đi khám là các vị nuôi bệnh. Tới khi nó đổ bệnh một cái là các vị không thể sống nổi trên cuộc đời. Các vị hiểu cái chỗ này quan trọng lắm ạ. Cho nên có những người kêu đi khám bệnh sợ, sợ đi khám bệnh rồi phát hiện ra mình có bệnh thế này thế khác. Cái sợ đó là không có tốt đâu các vị. Cái sợ không có hay gì cả. Một cái sợ đó dẫn đến một cái hậu quả khôn lường cho ta. Tôi nói thật với các vị, thầy tôi bệnh là cũng từ cái này. Không bao giờ thầy tôi chịu đi bác sĩ, đi kiểm tra sức khỏe, đi siêu âm, đi thế này thì không bao giờ chấp nhận điều này. Sức khỏe tôi biết. Cứ là nói tới sức khỏe tôi biết, bản thân tôi biết. Và năn nỉ một lần đi khám bệnh rất là khó khăn. Cho nên các vị biết là khi thầy tôi về bệnh viện mà để khám lần đầu tiên, khi không còn đủ sức để đi nữa đó, thì trở về bệnh viện thì khám là cái khối u trong gan đã bằng trái cam như vậy. Thì lúc đó làm sao mà chữa trị? Thật ra một điều đó nhiều khi mình ngồi mình nghĩ mình cũng tức. Nhưng mà hiểu được nhân quả nghiệp báo, cái duyên của nó thì cái quy luật rồi. Nhưng mà để nghĩ về hiện thực á, thì đôi khi mình cũng ức. Tại sao là bao nhiêu lần mình xin khuyên đi khám bệnh, đi kiểm tra sức khỏe thế này thì không đi. Để rằng khi đi rồi để phát hiện ra cái bệnh nó như vậy, thì tới lúc đó nước tới chân mới nhảy, thì nhảy làm sao mà kịp. Thì cũng giống như ta như vậy. Ta cứ nghĩ rằng tu hành rồi sợ nó đổ nghiệp thế này thế khác. Xin thưa các vị, không có nghiệp lấy gì đổ. Nếu đã có nghiệp thì dứt khoát phải đổ, bằng cách nào cũng phải đổ. Các vị không có chạy trời nào ra khỏi hết á. Ví dụ bây giờ tôi cầm cái ly này tôi đổ. Đổ không? Đổ gì? Nước. Vì sao? Vì có nước. Bây giờ tôi ví dụ đi, bây giờ như cái nắp vậy đi. Nếu mà nó là một cái nắp hoàn toàn không có cái gì hết thì tôi đổ tới chiều có xuống gì không? Tôi có gạt cỡ mấy nó xuống gì không? Xin thưa các vị, vì trong nắp này nó có cái gì đó nó mới đổ. Có cá, có sỏi, có nước, có bất cứ một vật thể nào nó mới đổ. Nếu đây là hoàn toàn một cái nắp không thì làm gì đổ? Các vị có đem đập ra chăng nữa thì cũng không có gì ở trong rỗng cả. Mà nếu nó có là bằng bất cứ giá nào nó cũng phải đổ. Thành ra các vị cứ nghĩ rằng mình tu tập mà để đổ nghiệp là cái này các vị hiểu lầm. Có những lúc cái nghiệp nó đã đến lúc phát triển thì các vị có tu hay không nó vẫn là phát triển như vậy. Nhưng chỉ có một điều, nhờ các vị có tu cho nên cái nghiệp phát tác này và cái nghiệp với những người thiếu tu nó có chỗ khác nhau à. Các vị phải thấy được điều này. Cho nên ở đây khi không có nghiệp thì không có gì để đổ cả. Cho nên khi chúng ta đã tạo một cái quan trái gì trong từ một đời đến nhiều đời thì dầu bất cứ giá nào, có một lúc nào đó nó phải trổ ra thôi. Chư tổ từng dạy: sở dĩ bá thiên kiếp, sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàng tự thọ, là chỗ này. Dẫu cho chúng ta trải qua trong trăm nghìn kiếp, một cái hành động ác nào đó chúng ta tạo không bao giờ mất được, hay là hành động thiện nào chúng ta đã tạo cũng không bao giờ mất được. Trải qua trong trăm nghìn kiếp, sở tác nghiệp bất vong là cái gì đã tạo rồi thì không bao giờ mất. Nhân duyên hội ngộ thời, để đến lúc là đủ thời cơ, nhân duyên của nó, quả báo hoàng tự thọ, đến lúc đó thì chúng ta sẽ chịu nhận cái quả báo này. Quả báo này có thể là tốt cho một hành động quá khứ là thiện, quả báo này có thể là xấu cho một hành động ác đã tạo trong quá khứ. Như vậy thì đã tạo nghiệp rồi thì chạy trời sao? Hay quá ha. Tạo nghiệp rồi thì chạy trời cũng không khỏi nắng, là chỗ này. Cho nên chính cái điều đó mà Phật dạy rất rõ trong kinh Pháp Cú: dầu bay lên không trung, dù lặn sâu xuống đáy biển, dù chui núp hang sâu, tất cả không nơi nào tránh được ác nghiệp mà mình đã gieo. Như vậy thì chúng ta thấy rằng lời Phật dạy đối với cuộc đời của chúng ta thâm thâm diệu diệu. Đâu phải chúng ta có mặt trên cuộc đời này một lần là chấm dứt và kết thúc đâu. Chúng ta đã có mặt vô vàn hình thái.